Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 4 tháng 7 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, trong đêm nay và ngày mai, hầu khắp các nơi trên khu vực Bắc Bộ đều có mưa, thậm chí số điểm có mưa với lượng lớn sẽ còn lan rộng hơn. Nơi có mưa nhiều hơn vẫn là các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, sang tới Hà Giang, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn và cả Quảng Ninh, với những điểm có mưa to đến rất to. Vì vậy, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở các tỉnh này còn ở mức rất cao, người dân cần đề cao cảnh giác. Sang đến ngày mùng 6 thì mưa vẫn tiếp tục xảy ra trên diện rộng, nhưng số điểm có mưa lớn thì thu hẹp lại và đến ngày mùng 7 thì mưa tiếp tục giảm thêm, chỉ diễn ra rải rác, trong đó thì có nơi mưa vừa, cá biệt thì có nơi mưa to. Do trời nhiều mây và có mưa nên trong 3 ngày tới độ ẩm không khí khá là cao và nhiệt độ cao nhất hầu khắp các nơi sẽ ở ngưỡng 33 độ, vùng núi thì có nơi dưới 30 độ. Trong những ngày vừa qua thì mưa dông chưa xuất hiện nhiều ở khu vực miền Trung. Tuy nhiên từ chiều tối đêm nay sang đến ngày mùng 5 và ngày mùng 6, giải mây dông ở phía Bắc cũng sẽ gây mưa cho các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Nghệ An, Hà Tĩnh và tới Quảng Bình. Lượng mưa ở khu vực này dự báo là không lớn như các tỉnh phía Bắc nhưng cũng khiến cho nền nhiệt ở khu vực này giảm xuống. Thời tiết khá dễ chịu với mức nhiệt cao nhất vào trưa chiều trong khoảng 30 đến 34 độ. Và đến ngày mùng 7 thì mưa trên khu vực này sẽ giảm xuống ở diện vài nơi. Ban ngày trời có nắng và nhiệt độ sẽ tăng khoảng 1 đến 2 độ, có nơi sấp xỉ 35 độ. Riêng với các tỉnh từ Quảng Trị trở vào cho tới Bình Thuận thì trong 3 ngày tới trời vẫn sẽ có nắng, một vài nơi sẽ đạt nhiệt độ 35 đến 36 độ và đến chiều tối thì mưa dông nhiệt chỉ xuất hiện mang tính chất địa phương với lượng là không nhiều. Ở phía Nam, đới gió Tây Nam hoạt động không mạnh, do vậy trong 3 ngày tới thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ không có biến động đáng kể. Ban ngày thì trời vẫn có nắng với nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên đạt khoảng 29 đến 32 độ và với khu vực Nam Bộ là từ 30 cho tới 33 độ, một số nơi sấp xỉ 34 độ ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Và đến chiều muộn thì mây đối lưu phát triển nhiều hơn gây mưa rào nhưng sẽ ít có khả năng xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, 2 ngày tới trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, cần đề phòng khả năng có tố lốc và gió giật mạnh trong mưa dông, khả năng có lũ quét và sạt lở đất. Đến ngày mùng 7 thì trời nhiều mây và có nơi có dông, nhiệt độ cao nhất trong 3 ngày tới chỉ dao động từ 29 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, 2 ngày tới trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, đặc biệt ở khu vực Việt Bắc cũng như là đồng bằng. Cần cảnh giác với tố lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông, khả năng có lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Nhiệt độ cao nhất 2 ngày tới trong khoảng 29 đến 32 độ. Và đến ngày mùng 7 thì trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ sẽ tăng thêm khoảng 1 độ. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong 2 ngày tới trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung ở phía bắc của khu vực này. Nhiệt độ cao nhất 2 ngày tới sẽ không vượt quá 34 độ. Và sang ngày mùng 7, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ ban trưa và đầu giờ chiều sẽ tăng lên mức 32 cho tới 35 độ. Với khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 2 ngày tới dao động từ 32 cho tới 34 độ và sẽ tăng thêm khoảng 1 độ trong ngày mùng 7 tháng 7. Trở vào với Tây Nguyên, 3 ngày tới mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 3 ngày tới tại đây sẽ không vượt quá 32 độ. Với khu vực Nam Bộ, từ ngày mùng 5 cho tới ngày mùng 7 tháng 7, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 cho tới 34 độ. Trở ra với thủ đô Hà Nội, từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ngày 7 tháng 7 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất 2 ngày tới từ 29 cho tới 32 độ. Sang ngày 7 thì sẽ tăng thêm khoảng 1 độ nữa. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió hoạt động với cường độ trung bình, mưa ít xảy ra nên tầm nhìn thông thoáng và thuận lợi hơn cho hoạt động hàng hải trên khu vực này. Còn với khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, đặc biệt là phần phía đông của khu vực này, tiếp tục có mưa rào và dông. Tàu thuyền cần cảnh giác với tố lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Bản tin dự báo thời tiết 3 ngày của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.